Chào bà con, chào các bác. Chúc bác một ngày mới làm việc vui vẻ và an toàn trong mùa Covid. Hôm nay Phương bò về 3 con bò mới, 2 con bò trưởng và 1 con bê lỡ nhé. Đây, em quay chi tiết các bác xem từng con này. Thật sự là hôm nay bắt mấy con bò này toàn hàng rất là đẳng cấp luôn. Đấy, toàn bò siêu VIP luôn nhé. Đấy, con đầu tiên là con bò man trụi này. Đấy, đẹp long lanh luôn nhé. Em quay chi tiết các bác xem này. Đấy, đầu rất là ngốp luôn nhé. Cái dòng này thì các bác cũng biết rồi, sữa cực kỳ mát luôn, đẻ con rất là mắn đẻ. Thường thường là những cái dòng này nó đẻ 5-1 nhé các bác nhé. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn này. Đấy, em quay chi tiết để các bác xem, nếu bác nào mà ưng con nào thì liên hệ trực tiếp cho em này. Đấy, một con bò là man trụi và một con Angus siêu cọp. Đấy. Đây, toàn con doctor. Đấy, bác nào mà thích con nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Toàn hàng gây lái đẹp tuyệt vời luôn. Đây, con đầu tiên là con man trụi này. Đấy, chân móng của nó này, móng sò đẹp nhá. Yếm rốn này. Đấy. Không lỗi vết gì luôn. Đấy, quang quái chuẩn hết nhá. Con này thì nó rơi tầm cửa, chiều cao nó rơi tầm cửa 1m3 nhé, 360 cân hơi nhé. Đấy, hàng rất là tầm đại luôn, nay mai con này rất là quách luôn các bác nhé. Em quay chi tiết bác xem này. Đấy, mông to, hàng rộng, rất là đẹp luôn, hàng rất là chất lượng luôn nhé. Đấy, con này thì có giá là bằng 36 triệu này, bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng man đầu trụi đẹp tuyệt vời. Đấy, con này thì có chữa là gần 3 tháng rồi nhé, bảo hành giống cho bác luôn. Đấy, riêng con bò là có giống bảo hành luôn cho bác luôn. Đấy, rất là yên tâm. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, con này là có giá là bằng 36 triệu này, bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé. Đấy, hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái liền đẹp thì liên hệ trực tiếp với em này. Đấy, con này nó thuộc về dòng man đầu trụi nhé, đẹp tuyệt vời luôn, không một lỗi vết gì luôn nhé. Đấy, quay chi tiết từng con để các bác xem và tham khảo, nếu bác nào mà ưng thì điện thoại trực tiếp cho em này. Đấy, con đầu tiên này, con thứ hai này, con này nó thuộc về dòng Angus siêu cọp nhé. Đấy, rình chăn rất là kém cho nên là nó bình thường, vì các bạn người ta lứa đầu tiên. Cái dòng này thì nó ăn thực sự nó quá là tài luôn. Đây, chân móng của nó này, móng sò đẹp nhá. Không lỗi vết gì, con này là có chữa là 5 tháng này, bảo hành giống cho các bác luôn. Đấy, kém mấy hôm nữa đầy 5 tháng nhá. Đấy, quá đẳng cấp luôn. Đây, bóng của nó này, bò này. Đấy, rất là đẹp nhé. Con này là có giá cũng 36 triệu. Đấy, bác nào thích mua con nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Con này là chữa to hơn, con này chữa 5 tháng này. Đấy, dòng Angus siêu cọp. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái liền đẹp đẳng cấp thì liên hệ trực tiếp cho em này. Đấy, bắt hai con bò này thì thực sự nó quá VIP luôn, toàn hàng gây lái liền đẳng cấp luôn nhé. Đấy, thỉnh thoảng em mới lại bắt được con dòng siêu cọp này, là của dân người ta nuôi từ bê đấy. Đấy, chữa 5 tháng, bảo hành giống cho các bác nên là rất là yên tâm. Đấy, con này thì chiều cao nó rơi tầm cửa trên 1m3 nhé, cửa 3 tạ rưỡi thôi. Đó, lối rất đẹp luôn. Con này thực ra là khung sảng rất là to, nhưng mà vì điều kiện gia đình chăn nó dân dã cho nên là người ta cũng
không vỗ béo lắm. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái liền đẹp thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, bắt mấy con này thực sự nó quá đẳng cấp luôn. Đấy, gây lái liền thì đúng như là xu thế luôn các bác nhé. Toàn những dòng này thì chăn nuôi thì rất là thích luôn. Này, con thứ ba này. Đấy, con này thì là nó thuộc về dòng Doctor nhé. Đấy, đẹp long lanh luôn. À, chân móng của nó này, móng sò nhé. Con này thì nó được gần 8 tháng rồi. Rất là đẹp luôn. Không lỗi vết gì luôn nhé. Đấy, hàng giống này tuyển cho các bác nhìn này. Đây, mông to, háng rộng. Đấy, không một lỗi vết từ khoang quái này, đều tuyển hết nhé. Đây, đầu mặt đây, rất đẹp. Đấy, điếm rốn này, quá đẳng cấp luôn. Con này thì là chiều cao nó rơi tầm cửa 1m15 nhé, có nghĩa là gần 1m2. Vì con này là nó dòng hàng tầm đại, nó tầm cửa 240 cân hơi, 240-250 cân hơi. Đấy, 250 cân hơi. Đấy, lối rất là đẹp luôn nhé. Con này thì là có giá là bằng 24.500.000. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái liền đẹp thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, mấy con bò này thực sự hôm nay là rất là ưng ý luôn. Toàn hàng gây lái đẹp. Đấy, bác nào yêu thích hàng nào thì điện thoại trực tiếp cho em nhé. Ưu tiên cho bác nào bắt số lượng tất cả 3 con thì em sẽ giảm bớt cho các bác nhé. Đấy, vì nó giảm là nó vào cái tiền ship nhé các bác nhé. Đấy, hàng rất là chất lượng luôn. Đây, em quay chi tiết lại các bác một lần nữa này. Đây là con B này là bằng 24.500.000 này. Đấy, con Angus siêu cọp này là, đấy, có chửa là 5 tháng này. Gần 5 tháng, kém mấy hôm đầy 5 tháng nhá. Đấy, đẹp long lanh luôn nhá. Đấy, con này là bằng 36.000.000 này. Đấy, đây là con man trụi này. Đẹp long lanh luôn. Đấy, con này cũng là 36.000.000. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Bắt 3 con bò này thực sự là về các bác gây lái thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Quá đẹp luôn. Đấy, con này nó chửa là gần 3 tháng này, bảo hành giống luôn này. Đấy, những con bò nào đã bảo hành giống là các bác nuôi rất là yên tâm luôn. Đấy, đẹp long lanh luôn nhé. Đây các bác nhìn này, kể cả từ trước sau luôn. Đấy, lối rất đẹp luôn. Đấy, tiền nào của đấy nha các bác nhé. Đấy, ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả 3 con này. Đấy, lấy 3 con này thì em sẽ, nếu mà bác nào lấy tất nhá, 3 con thì em sẽ giảm giá cho bác một chút nhé. Đấy, em quay rất là chi tiết từng con này. Đấy, bác nào mà thiện chí thì điện thoại trước cho em. Rất là đẳng cấp luôn. Chào các bác.